Kính chào tất cả các bác. Hôm nay em có một vài các cái món đồ chia sẻ lên kênh, xem có bác nào có nhu cầu dùng thì em gửi tặng, hàng tặng không bán nhá. Một vài những cái kệ băng cassette, kệ CD, các cái dây kết nối rồi thậm chí là bóng đèn. Ở đây là bóng đèn âm trần. Đấy, mấy chục cái còn rất là đẹp luôn. Em thấy cái hàng này sao mà xài nó bền, nó mới keng luôn này. Đấy, hàng này là hàng của Afaco này. Đấy, bóng cái đèn còn sáng mà còn mới đẹp lắm. Bỏ đi em thấy nó uổng phí quá, cho nên là thôi mạnh dạn chia sẻ lên kênh. Bác nào mà thấy còn dùng được, đấy, tận dụng dùng được thì nhắn tin cho em. Em đóng gói em ship về tận nơi. Đây đây chắc khoảng độ 40 bóng nữa các bác nha. Bác nào mà dùng được mà mấy chục cái bóng đèn âm trần thì nhắn tin cho em nhá. Hàng tặng không có bán, bỏ đi nó phí quá. Thôi thì cứ chia sẻ, bác nào cảm thấy dùng được cái gì thì dùng nhá. Tiếp theo là ở đây thì chúng ta có bốn cái kệ, hai kệ là đựng băng cassette, hai kệ đựng băng cassette. Đây, đây là băng cassette này. Đấy, làm từng ngăn một rất là chi tiết. Đấy, mỗi một kệ này chắc cũng đến 30-40 băng đấy. Rất là đẹp, làm bằng ván ép công nghiệp. Rồi hai kệ băng cassette nha. Bác nào lấy thì lấy cả hai kệ cassette này luôn này. Đấy, để em sẽ đóng gói em gửi cho em tặng. Bên này là hai kệ đĩa CD, chiều cao bằng nhau hết này, chiều cao bằng nhau, làm bằng ván công nghiệp. Đây, em về em dán cái đề can ra ngoài này. Còn cái màu gốc của nó là cái màu ở dưới này, màu bên trong này, này cái ván nó màu này, màu vàng vàng. Em về em dán cái đề can ra ngoài thì cái màu nó nâu hơn. Bạn nào thích thì để nguyên, không thì bóc cái đề can ra, bên trong nó là nguyên cái màu cái ván, ván ép, gọi là chúng ta gọi là gỗ lạng đấy. Hai kệ CD, hai kệ băng cassette. Rồi bác nào mà dùng được đấy, có nhu cầu thì nhắn tin cho em nhá, em đóng gói tặng cho các bác. Đây là một số những cái dây ngắt kết nối linh tinh, bỏ đi thì thấy nó uổng rồi, để lại thì cũng không dùng. Đây là dây AV này, hai đầu hoa sen này. Loại này chắc 5 mét này, 5 mét còn nguyên túi này, cái này chắc cũng 5 mét đấy, 5 mét luôn này. Rồi cái này là HDMI ra Vega này. Cái này là dây hoa sen một dây nhưng mà dài lắm. Mà biết mà chắc phải 5 7 mét gì đấy. Đây này. Cái này là dây 3.5 đực cái nhá. Cái này cũng dài 5 7 mét gì đấy. Đấy, một số những cái rác này. Rắc Vega này. Rồi cái này nó là cái cục gì, mấy cục gì bên trong cũng nặng lắm, giống như cục adapter gì ấy. Rồi cái đầu nó là cái gì, giống cục adapter mà cái đầu to đùng. Rồi con chuột, chuột có dây này. Mấy cái khỉn này, mấy cái khỉn là mấy cái khỉn gì. Bác nào mà biết là có nhặt được món nào thì cứ nhắn cho em nha. Bác nào nhặt được hết em gửi luôn. Còn cái này là cái giống như cái USB nối dài. Đấy. USB. Đấy, hai đầu nha, còn hộp luôn này. Đấy, USB. Đực cái, dây USB đực cái này. Có hộp này. Rồi cái này là cái giá đỡ cho cái phần giá đỡ điện thoại này, giá đỡ điện thoại này, cái chân bát các kiểu này. Đó, giá đỡ treo điện thoại. Cái này là cái gì, cái này cái đồ vặn của cái ống nước, của cái vòi vòi chậu nước ấy. Nhiều khi chúng ta không vặn được bằng khóa bình thường, chúng ta đưa cái này lên chúng ta vặn đấy. Rồi, đấy, tất cả mấy cái món đồ linh tinh thôi.
ở đây thì cái gì đây, dây đèn led này, các bác mua cái cục nguồn là cái này còn chắc khoảng độ 3-4 mét gì, 3-4 5 mét gì đấy, dây mới tinh này. Đó dây ôi giời, mấy cái linh tinh, tóm lại là đấy, một lấy đồ linh tinh. Bác nào dùng được món nào thì nhắn tin cho em nhá, em đóng gói em tặng cho các bác cho nó gọn mà nó không đỡ phí đi. Rồi, cảm ơn các bác ghé thăm review audio. Có nhu cầu về sản phẩm thì cứ liên hệ 0916 950595. Các bác ghé thăm cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.